nội không quay 3 tấn nữa. Dạ em giao cho anh Duy ở Kiên Giang như sao? Anh bỏ ngoài Mỹ ha. Bỏ ngoài Mỹ về Tây Ninh. Nhà xe Đồng Phước. Kiểm tra trước khi giao. Rồi. Kéo kéo về hướng này. Lái hùng hay sao em? Đây đây, nội nhông quay 3 tấn rồi. Mới vui hùng anh thôi. Lấy cái thước đi em, đo cho chiều dài. Đo từ cái móc này nè. Cái móc này. Đo từ cái móc nè. Đến đây là 65 cm. Rồi 6 tấc rưỡi đó nha. Rồi, giờ quay đi. Quay tối đa đi. Đây, sau khi mà em bà nội cha cao quá. Sau khi mà em quay tối đa rồi nha. Đâu rồi? Rồi dẫn đi. Đó. Tối đa lên tới đây luôn là khoảng 108 cm. 108 cm. Đúng không? Là từ từ cái chân cho đến tối đa luôn rồi. Rồi mở ra đi em. Em đo cái từ đây đến đây coi. Từ đây đến đây là như vậy. Đến cái móc á. Từ sát dưới đất là lên là từ cái đế nè. Lên cái móc là ở đây là được khoảng 42 cm. Rồi giờ em quay xuống đi. Quay xuống thì mình chỉ cần quay ngược lại thôi. Quay ngược lại thôi. Ừ, quay ngược lại luôn. Rồi, ừ. Sợ nó đau hả? Đó, rất đơn giản không. Thấy quay cũng lẹ đúng không, đâu có lâu. Quay sau khi quay xuống hết rồi, giờ em đo lại cái chiều cao mà sát dưới đất luôn nha. Cho tới cho đến cái này là nó khoảng rơi vô là 73 cm. Rồi xong đóng hàng nữa. Đội nhông quay 3 tấn. Rồi rửa cho anh Võ Hoàng Duy ha. Đi về Tây Ninh. Phụ nó bỏ vô cũ.